Anh có order cây tùng của Gai Lá làm cái shop cây của học bạn Nam á. Dễ thương quá. Có sẵn đèn luôn, với lại có pin ở đây nữa. Nó được không? Dễ thương quá. Đây là lần đầu tiên mà Hay mua cái cây cây tùng này á. Anh không biết gọi nó là cây tùng hay là cây tùng anh ta. Dễ thương quá. Còn được decor thêm quế nè. Với lại cái này là mứt cam hả? Mới vừa mở cây là thơm lắm luôn á mọi người. Dễ thương quá cái jam này nữa. Xịn quá bạn ơi. Anh sẽ để thông tin Gai Lá ở đây để mọi người có thể mua cái cây này để decor ở trong phòng. Rất là dễ thương. Vậy bây giờ Hay sẽ đi nhuộm tóc. Hay sẽ nhuộm chân tóc với lại phủ cái màu blonde này lại một lần nữa. Có thể là chiều nó mà còn sớm thì anh sẽ đi làm nail. Tại vì tầm 1-2 ngày là anh sẽ chụp lookbook mới cho Cool Edge ở Đà Lạt. Mọi người thấy giọng của Hay bị khàn là do hôm qua anh đi chơi về trễ quá. Với lại chắc là nói nhiều quá hay sao quá. Let's go. Đây là outfit hôm nay của Hay mọi người. Một cái outfit đơn giản thôi, anh mặc quần jogger này với lại một cái áo tank top. Mình tự làm tóc á, anh sẽ mặc những cái áo mà kiểu thoáng cổ một chút xíu để khi mà tẩy tóc thì nó sẽ không dính vô áo, anh bị hư mấy cái áo rồi. But them the lights, I don't do but lay the pipe when it's late at night. Bragging about how they took a life, but that's never nice. Till I call and catch back to them and then they pay the price. We was always nice, never scared to join a safe. Studied OGs like Tip Jerome, B. Ali and Fife. Everything was cinematic like we signed a Johnny Shice. Gotta earn your stripes, ice up the prototype. Trời, ba đứa con của mẹ Như. Bao nhiêu đứa em? 7 đứa. 7 đứa à? Nó quá chừng kia thông em, nó đọc cái thông. Bây giờ là 9:30 mọi người. Anh tính là không có ăn nhưng mà tự nhiên cái đói quá, với lại thèm sủi cảo cho nên anh order mì sủi cảo xá xíu. Cái này là ở gần nhà anh nhưng mà sao nó nhiều ghê á. Shop lần này anh nhuộm là một cái màu màu vàng ấm. Lần trước là anh nhuộm một cái màu blonde kiểu tông lạnh á, mà đợt này là tông ấm cho nên nó sẽ có hơi một chút xíu màu cam, một chút xíu màu hồng vô nữa. Lát nữa hai chuyến bay lúc 1 giờ, giờ anh phải chuẩn bị để ra sân bay luôn, tại vì từ nhà anh chạy ra sân bay nó hơi xa, sợ kẹt xe nữa. Ủa?
qua đây chờ lấy được. Đá một tô thôi. Cho tôi order uống liền cà phê chị Phương. Sao các bạn thương chùi dù vậy? 7:30 hơn là anh mặc trước cái bộ sweat nên bây giờ tự nhiên cái nó bị nóng. Hôm qua tụi Hanh coi lộn là chuyến bay của Hanh với lại phán bay á, là hành lý sách tay chỉ được 7kg thôi, nhưng mà hai đứa tụi mình soạn xa lên gấp đôi ký luôn, cho nên là tụi mình mua thêm hành lý check in, cái bỏ hết đồ vô trong cái check in luôn, thì bây giờ chỉ có cái túi sách tay này thôi, ở trong đây có snack. Đi đâu anh cũng bỏ, phải có một cái bịch nát tiếp theo. Mệt quá. Sao nóng dữ ta, hôm nay Đà Lạt nóng dữ vậy? Mất dừa này ngon này. Bay mà cái này nó sắp nổ luôn rồi. Có ăn keo bánh tráng, tụi mình sẽ hít một miếng keo bánh tráng. Rồi nãy đi xe nhức đầu quá. Đi máy bay cũng nhức đầu. Bây giờ tụi Hanh đang đợi để mướn xe. Đáng lẽ là Hanh với Phấn tính thuê xe hơi để cho tiện, nhưng mà ở đây là họ chỉ cho những người hộ khẩu ở Lâm Đồng mới được thuê xe hơi thôi. Còn khách du lịch là tụi mình phải thuê xe máy. Cho nên bây giờ đang đợi xe máy, tụi mình sẽ đi ăn bánh căn như hệ chung. Tụi mình đã mặc đồ của Good Lady H nha mọi người. Một bạn là ông già Noel đỏ, còn tôi là cái kỳ thông. Hay quá trời. Ông già Noel phải làm cái gì? Khấu đây là cái thông. Cái villa này dễ thương lắm mọi người. Nó chỉ có ít phòng thôi nhưng mà dễ thương, có nguyên cái vườn hồng ở đây luôn nè. Cái này là hồng giòn. Ngon quá. Đã có chìa khóa xe rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn thôi. Ánh sáng ở đây đẹp thiệt luôn á. Ở đây có mỗi con dốc nó cao lắm mọi người. Hay nói là khó, nó sẽ không chạy lên được đâu. Nhưng mà nó thư giãn ghê lắm. Trời xanh quá hả. Đường quẹo trái xong rồi Lương Thế Vinh. Rốt cuộc cái đó cũng phải cái đường này hỏi. Trời ơi. Ấn tượng. Cái mày đâu mà thả tay ra chào đi kìa. 5 cặp là 10 cái. Là kêu một phần thôi hả? Kêu hở một phần chứ hả? Và một cái trứng cút thịt bò với một cái hành phi. Mình đang mắm nước mắm nêm. Cái mắm nêm một con. Một cái mắm nêm với mắm. Một mắm một nêm bằng 4 ngoài.
Không giờ em kêu thêm ơi cũng ít tài phán. Cái gì vậy? Chị em order thêm một cái phần trứng cút không nha. Không ai nữa. Là một trứng cút thịt bò, một trứng cút không. Cái này một trứng cút bò. Cảm ơn. Ăn thôi, ngon quá. Ăn kìa. Ngon hơn bên kia á. Cái lộng đà hơn bên kia á. Em chào cả quán con đi học. Sơ mình có đi với bạn rồi. Tôi chưa về hậu gà luôn. Thế là tôi đi là bạn rồi. Ngoài đáp đại học có đi với bạn tôi đi rồi. Chơi tụi mày á. Tự nhiên cái nỗi tụi mày không biết giỡn như thiệt luôn. Thanh quên mang đồ tẩy trang cho nên bây giờ Thanh với Phấn đi mua đồ tẩy trang. Trời ơi, mua chia ở đây bán gấp mấy lần luôn không? 100 ngàn. Lấy cái gì vậy? Không. Ồ, ok. Sao nó khóc ghê thường. Trời ơi, cái đóng bảo hiểm của cái xe em cho muốn á, nó thúi lắm luôn á. Tính tiền. Mặt hay thẻ hả? Tiền mặt. Đẹp lắm. Thì anh đang ở một cái shop souvenir để cho Phấn kiếm dây đeo cổ, hay nó muốn mua thêm cái dây đeo cổ gì đó nữa. Đây áo của Leather Edge. Chân váy không biết. Áo này là áo áo mẫu của áo mẫu Leather Edge. Ủa gì luôn hả? Sao tôi không biết vậy? Ví dụ xì quá. Chị sao nói? Mua đèn bè gì? Xì quá chị sao nói? Còn dài là cũng ra là em. Khó lúc xinh lắm nè. Ai thích? Anh nào? Thì tụi mình sẽ đi The Fox Boy. Hôm nay không lạnh lắm mà bao nhiêu độ vậy? Mát mát à. I can't help but notice you coming down the street smiling. Cái chân té but notice you throwing me a glance, a wink, telling me there's a chance. I've just got eyes for you. Má ơi. Tụi Hàn sẽ chụp một tí xíu cho Good Lady Edge. Tụi mình chụp ở đây luôn, ở dưới sân á. Đây là hai cái outfit mới nhất của Good Lady Edge nè. Đầm dài. Đi dài. Lục quá. Một cái áo như thế này. Cái áo như thế này. Mình dưới làm sao. Đây là một cái áo, được tụi hắn có làm áo jacket nữa, dễ thương. Anh chụp xong rồi. Ở đây dễ thương lắm. Buổi sáng ở đây có nắng cho nên chụp lúc bút mới cho cứ là để chỉ là dễ thương. Bây giờ
Han đang order bánh bèo bà Hường và đây ăn luôn, tại vì cái ông Tài này dễ thương quá, tụi mình cũng muốn đi ra ngoài quán cà phê nữa cho nên ngồi ở đây. Hello. Bây giờ tụi mình coi file hình hồi nãy, tụi mình vừa mới chụp luôn, dễ thương. Hồi sáng này là 7 giờ tụi Han dậy rồi, đâu 6 giờ mấy, 6 giờ hơn chút xíu là tụi Han dậy rồi cho nên giờ hơi mệt. Bánh rồi, không có hộp. Em mượn dĩa ở đây được không? Han order về xong rồi kiểu nóng á, cái bị dính lại giống như cục bánh dày vậy á. Ủa mình đặt chính gì? Rap, cái bánh bèo bà Hường gì không chi nhánh mà. Có nhiều cái chi nhánh khác nó cũng để bánh bèo bà Hường, người ta bút lộn. Han đặt bị lộn chỗ rồi. Sai à, mà cũng được. Giống ở cái quán ốc nhồi ấy, nó là quán ốc nhồi số 3. Đấy là một cái đường đó, quán nào cũng tên là ốc nhồi số 3 á. Đố mà biết cái nào nồi gì nồi luôn á, không biết. Đấy là mình sẽ ăn kem bơ. Nồi nha. Bột không ngon. Ngồi trước thì sao? Tắt trước. Dạ. Mình đục một đường nhỏ ở đây. Rồi. Xíu rồi. Dạo xong mình sẽ tắm muối nha. Rồi chiến thần bánh tráng trộn dắt tắt chưa? Để tôi ngủ. Sao vậy? Để làm cái gì? Tao đổi thẻ. Sao phải đổi cho một ngày như khóa thẻ hả? Không biết. Mình bút 2 ngày lận mà. Cái gây vô nhiều quá. Chiên da. Trời đẹp chưa? Bà đi đâu vậy bà? Ở đây đi chợ. Đẹp quá trời lắm. Bơ đồ. Đi đâu? Đang kem bơ đồ. Uống cà phê uống. Đá nóng. Trời này nó uống nóng. Anh cho con 2 cà phê sữa đá. Dây đi. Em muốn đi mua cọng dây đá nữa.
Của phấn này. Ừ. Nó xanh. Cái dây dày mà giống màu hồng, có màu hồng. Mẹ nó thấy rồi, sao lấy màu hồng. Cái gì nó đẹp là bắt vậy đi. Ok. Anh đeo cái gì mà em thấy nó dễ thương là nó đẹp. Lần nào lên em cũng ghé chị em mua mấy dây rồi đó. Ờ, sau này em dẫn bạn lên nữa. Em chọn luôn hả? Quá trời mấy cái đá nữa mà. Phấn đắm chìm màu đỏ, màu hồng, cái này màu xanh ha, xanh này đúng không? Ừ. Ôi, dễ thương quá rồi. Đen nhìn hơi bị mốt luôn á. Ờ. Chị làm thắt cái giống như cho em nè, để em có thể rút dài rút ngắn gì cũng được á. Rút một cái nó qua tới đây. Đúng một đá màu xanh luôn ha. Ờ, đúng một đá màu xanh đó luôn. Mẹ mình hợp hồng tím. Ủa chị có store online không? Em đeo lên nhiều bạn hỏi lắm luôn á. Xong rồi em chỉ là một cái shop souvenir ở trên Đà Lạt thôi. Để cái gì em thác cho em chỉ mọi người. Bye handmade. Instagram á. Ờ. Em xài Instagram hay là... Em xài Instagram, YouTube luôn nè. Mọi người hỏi quá trời. Đứa nào mà có gu á, kêu mà chọn làm á, chị mới dễ đứng với nó làm. Mấy cái này đeo sát cổ vậy cũng đang ngán lắm nè. Ừ. Đó, chỉ cần ở đây mới làm này thôi, chả chỗ nào làm đâu. Cho nên phải biết ơn nghe không? Xin cảm ơn. Dễ thương quá. Được không? Ok, chốt rồi. Đẹp ha. Nhớ giới thiệu nha. Tất nhiên rồi. Em sẽ để link Instagram của shop chị ở đây. Để nghe mặt phấn luôn. Ờ, bây giờ có phấn nè. Đẹp. Nhìn lại ra phấn. Ừ, nhìn lại thấy cái phấn này. Nhưng mà nghe cái sợi dây này là sợi dây thứ mấy của hai mua đó. Sợi dây thứ tư luôn rồi đó. Thằng dẫn phấn như này nó cũng thích quá trời. Phấn mua sợi thứ mấy, thứ ba đúng không? Thứ ba. Đi một lần ờ. Dễ thương quá. Trời quá. Đang bánh cu li. Sáu hả? Ok, sáu. Hay là bốn hả? Sáu đi. Chụp xong rồi, tôi sẽ ăn hết. Cái này ngon lắm nè. Hôm qua Duy đã quên. Đã quên. Trứng. Chị Tâm hả? Tôi Tâm tôi biết từ nguồn, tôi không thấy gì hết. Rồi, về. Tôi chụp xong rồi. Mấy con quỷ đồ ăn. Chết cho tụi tôi. Không bao giờ tàn. Mình cứ dứt cái miệng của mình lại nó mới xong. Không dứt cái miệng nghiệp luôn. Không. Không bao giờ. Dứt gì hết. Mình bị che. Che thôi. Đúng lịch trình này nè. Đúng rồi.
ngồi nửa tiếng cái 5 giờ gửi luôn. Tính đang ngồi dưới này không ai nhìn mình luôn á. Cái thở của ai tới nhận phòng. Rồi mày sao? Mày đi theo người ta hả? À, biết được. Lên phòng luôn hay gì? À, đẹp trai thì xem. Đẹp quá à. Nó đúng hợp với tao luôn rồi đó Phan. Ừ. Nó hát sao ta? Đúng hợp luôn. Nó hợp. Nếu mà mọi người thích mua cái sợi dây này thì mọi người chỉ có lựa được cái sợi màu hồng thôi. Cái gì màu hồng thôi chứ còn đá thì không còn màu này nữa đâu. Cái này là con nhện á. Cái chỗ này nè. Rồi, xong. Đúng rồi. Con nhện. Ngon không? Ngon không? Kem bơ ở đây là số 18 Triệu Việt Vương. Nữa? Bà Triệu à, số 18 bà Triệu. Ngon lắm mà ngon. Nó không phải là quán kem bơ. Ở ngoài để là quán chè Thái. Ừ. Ngon đúng không? Có không? Ăn này nữa hả? Ngon hơn kem thanh thảo. Kem thanh thảo giờ này anh thấy nó hơi bị ngọt đó. Có thể cái này nó rồ hơn. Đẹp hơn. Trang hơn. Con gì bay. Con gì bay vô rồi nè. Ăn luôn. Bây giờ em ơi đừng khóc bông tôi trước mắt xe bắt em đi. Bây giờ đổi phòng. Chính xác. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai phụ tách. Giới thiệu đi bạn, bị canh hả? Cái này là bánh tạt trứng. Bánh gì vậy? Bánh trứng. Ờ, bánh trứng nữa. Bánh trứng Liên Hòa. Bánh trứng của Liên Hòa. Ủa sao bình thường mình nó bậy mà nó to lắm mà. Trễ cái giờ rồi. Nhưng mà hôm nay chắc là không đông, nó không hủy bàn rồi đâu. Đấy là tụi hàng CD ăn steak và đi uống rượu. Rồi. Vui. Dễ. Rồi. Dữ vậy. Ê, hình như ta ăn cái kem bơ ta bị đầy bụng rồi. Nó có nước dừa. Thế tụi mình sẽ đi ăn một đôi chiêu chiêu. Nó tên là chiêu chiêu Easter. Thế thì dẫn phó đi ăn. Nó bù lại hoạt động cực lực sáng nay. Được không sếp? Ok. Nhẹ ăn khoái. Nhẹ ăn khoái chứ. Từ đó mấy ngày này. Mày sẽ thành một con heo mọi thôi. Sáng đi vơi nắng tối thì đi ăn. Cuối con dốc. Ờ nó gần được Covid đó. Ở dừng té nha, hôm bữa tôi bị té. Giới thiệu với mọi người, đây là bồ hen. Đâu đẹp. Mời nha. Mình order luôn nha bạn, 2 ly bang thôi. Cho mình một cái salad ngỗng xông khói sốt. Salad ngỗng giấm vàng, mì ý bò sốt kem. Bò chính như nào? Medium, medium rare. Medium rare. Ừ, medium rare đi. Vậy thôi, vậy được rồi đó. Ôi quá. Người hay đang mặc cái đầm chở. Mình phải biết thêm. Xỉu. Xỉu luôn. Chúc mừng. Chúc mừng bút bút của chúng ta. Phải quên mang máy phim. Mặc đồ đẹp vậy mà. Con nhỏ này. Nhớ
showroom xa xa bàn tím mình ăn kèm với bánh taco kèm bò chị. Cho mình xin Tabasco. Tabasco. Sour cream à. Rồi vui vẻ luôn. Rồi lắm hả? Tâm nè con. Kiếm nhiều tiền lắm bạn cô ba. Vậy thật. Mọi người nhớ mua đồ của Lê đã chị em. Thì tụi Han đang đợi ăn sáng mọi người. Để mấy chị đi mua bánh mì sandwich về thì tụi mình bây giờ sẽ chụp hình. Hôm nay Han có đeo len nè mọi người thấy không? Len này là của Moody nha. Phấn đang đeo một cái len màu Golden Now của Moody. Wow. Mọi thấy không? Hồi nãy không đói nhưng mà chụp hình nhiều quá các bạn. Sao mắt khăm vậy bạn? Ghê. Thì ghê là sao? Thụ ghê đẹp à? Áo này là áo mới của Lai Đá chụp dễ thương nha. Nè, cái con mắt thật đẹp nè. Rồi. Ok. Thương. Mua đi chơi Tết. Mấy anh thích rồi. Cảm ơn. Mày đi tới đâu nó khoan cái đó á Phán ơi. Không biết sao vậy đâu cũng khoan bữa giờ. Buổi tối ăn thì thôi chứ ăn mấy cái mì mà có nước không ăn được không ăn mà thấy vậy. Nó ăn bụng á. Tại nó quầy quá gì quá. Đừng nhỏ rồi. Bắt gì ta ăn đâu. Hay ăn hủ tiếu, sáng sớm bắt ăn hủ tiếu. Sao ăn được? Đầy bụng lắm luôn. Nghe cứ không nhớ mà mình nghe thôi tiếu. Nói là phải ăn hủ tiếu. Mẹ được. Working up the guts to fill her.
là cố tình treo đó để cho nó hợp với này nên là hôm nay người ta có hello chủ nhà chị mày. Em mua cà phê Highland. Gì uống à? Gì uống cà phê? Giờ tụi mình sẽ ở đây đợi đến tầm 2 giờ. Thì bây giờ đã là 12 giờ mấy rồi. Nên với Phấn sẽ lên sân bay. Bay về Sài Gòn. Muốn làm gì vậy? Mong trời. Mày để qua đây đúng không? Ở lần sau này ở đây nữa mà. Tết ở một cái chỗ quen. Không chỉ thích mà ở đây được không? Không chỉ thích cái này, tỉnh học sinh quá trời quá. Ôi trời nào quá.